Rồi hôm nay chú Huy sẽ trổ tài làm bánh bông lan protein. 200 nhỉ? Với công thức nguyên liệu rất đơn giản, chúng ta có 2 quả trứng gà. Tiếp theo là 1 muỗng whey protein, vị sô cô la, double sô cô la và 1 muỗng casein cũng vị sô cô la. Và sau khi nghiền hết chúng nó lên, chúng ta sẽ có từ 30 đến 50 ml nước nữa, tùy vào cái độ rộng của cái chảo của các bạn. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ xây nó lên thành một cái dung dịch như này và thêm một chút dầu xịt nữa. Đầu tiên xịt một lớp. Vị này của bơ, của ochovit. Đấy, để cho bếp nóng lên một chút. Chúng ta sẽ cần cái thớt ở đây. Thớt này là một trong những biện pháp rất là quan trọng đấy. Cần bật lửa to hết cỡ lên cho mình để cái chảo nóng nhanh, càng nhanh càng tốt. Nó sẽ tạo ra một cái lớp đế bánh cứng khi mà dung dịch tiếp xúc trực tiếp với lòng chảo. Rồi sau khi mọi người nhìn thấy là mỡ bắt đầu xém xém nhẹ một chút. Đấy, chúng ta bắt đầu sẽ đổ cái dung dịch này vào. Hôm qua thì mình đã làm cho các thanh niên ăn thử rồi. Đấy, và hôm nay thì ngày mai các thanh niên sẽ đi thi nên là sẽ không được ăn nữa và đây sẽ là chú ý ăn hết một mình. Đấy. Còn giờ thì chúng ta sẽ ốp cái chảo này lên. Tí nữa ốp cái chảo này lên, ốp cái thớt này lên để làm gì thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn giờ thì mình nghĩ là chúng ta nên đi phỏng vấn các thanh niên hôm qua đã thử. Tối hôm qua thì trong lúc chúng mình đang chuẩn bị đồ cho hôm nay thì chú Huy đã làm ra một quả bánh gọi là 3 tháng siết mình mới được ăn một thứ mà nó ngon đến như vậy. Đảm bảo công thức là uy tín, mọi người hãy học theo chú Huy và làm thử xem. Thì tình hình là ngày mai sẽ là ngày thi đấu của mình. Thì tối hôm trước đấy chú Huy đã làm cho một quả bánh, bánh gì nhỉ anh Huy nhỉ, bánh protein à? Nguyên liệu từ casein với cả whey. Thì phải nói là bánh cực ăn mẹ, cực vào, cực đã, rất uy tín. Và tôi đang đề xuất là món này nên có trong thực đơn của Somo Food. Mọi người có thể ăn thử. Và có lẽ mình sẽ nhờ chú Huy post công thức ở đường link phía bên dưới nhé. Mọi người có thể học. Mọi người có thể tham khảo thử công thức và thử nấu xem. Hôm qua mình đã được ăn bánh của chú Huy. Bánh của chú Huy ngon lắm các bạn ạ. Ăn vừa mềm vừa xốp. Đây là trên nhà miếng bánh. Lâu lắm rồi mình vừa ăn đấy. Thank you chú Huy nhá. Có thể nhìn thấy cái sự sáng mịn của nó. Dù là cái chảo nó cũng không cân đối lắm. Bây giờ làm nào để có thể bốc nó lên đĩa đây. Đó sẽ là một cái thử thách khác để cho chú Huy. Mời bạn ăn nha. No. Nếu mọi người cố gắng nghiên cứu một tí thì mọi người vẫn có thể ăn ngon trong mùa siết. Và hôm nay như thông báo thì chú Huy đã make wake thành công. Và ngày mai chú Huy sẽ support cho các anh em hệ A, A hệ B. Ngày kia đấy là chú Huy lên sàn nhá. Còn giờ thì ăn nốt bữa này, thưởng thức sau đấy một giấc ngủ thật là ngon và chiến đấu đến cùng. Bye bye. Trong lớp mấy anh em nấu ăn, mình
đấy thì nghe à. Còn tí nữa anh em sẽ bắt đầu ăn bò lần hai vào lúc 6 giờ. Nó sẽ ăn tầm khoảng 3 bữa. 6 giờ tăng bò lần hai ăn thêm một bữa thứ ba nữa. Thì là tập trung vào lúc bên chuẩn bị thi thôi. Còn lúc đấy thì chị bác sĩ ăn bánh gạo và bữa lắm. Cho đến khi có thông báo vào phòng trong thì sẽ phải ăn thêm một bữa nữa vào tối chiều để chụp hình. Hoặc là không. Đầy đủ kéo xô, đá đủ trước đá đủ sau, đầy đủ chest press, có cả tay kéo giãn cơ lưng nữa. Hôm qua mà mình biết có cái máy này thì khả năng cao là mình cảm thấy phải lắm. Đấy, lúc này mình có thể chọn lên một số thoải mái, nhưng mà lúc đấy sẽ không phải căng cân căng thẳng như là hôm qua nữa. Hai anh em kết thúc buổi tập cuối cùng trước ngày thi hạng A. Bây giờ mình sẽ về nghỉ ngơi một chút, ăn uống và tan màu cho mấy anh em đi thi sáng nay. Trước tiên thì chúng ta đã phải mua một đống nước cho chúng nó chuẩn bị đi thi và pha pre-workout nữa. Giờ thì let's go. Nhanh lên, ăn vậy bụng tôi ăn sẵn rồi, bây giờ đi luôn về đấy đi. Tôi ăn xong nữa ăn được các bạn. Xoay. Xoay đi. Đây. Đây cơm đi thôi. Cái này là để... Khi nào anh bảo uống thì uống. Đi rồi đi. Này Quân nhỉ. Em Quân mình mấy giờ dậy? Ăn mấy giờ dậy? 3 giờ dậy rồi. Mấy giờ dậy? 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ. Sao tôi ăn sao hôm nay mới ngủ đấy em nhỉ? Đâu, còn một đống thứ. Chiếu gì? Đồ đạc này, các thứ. Đồ đạc cũng mang một cái thân đi rồi em nhỉ? Đồ ăn nữa thì thôi. Đi ra đến ta đi. Chúng ta có thi ạ? Dạ. Thì có hai cái bạn này bây giờ, hai bạn mới đến. 8 giờ tập trung, còn 15 phút nữa. Đấy thì thôi, bố tăng nốt rồi về thi cũng tăng nốt. Bố làm gì phải lâu lắm vậy đi chứ. Xong rồi chúng ta sẽ đi. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Đây là Long lớn. Long lớn thì thi hạng B dưới 1m7. Và ngay bên cạnh đây 108. Mình đánh giá bạn này cực kỳ tốt. 108. Có hai bạn quần vàng nữa, mình không nhớ số báo danh của các bạn là gì. Nhưng có một bạn là thuộc team của anh, team của Lê Trung Chính. Đấy, thì cũng form cũng rất là tốt. Và cái bạn tóc bạc ở bên này. Còn đây là Long của Small Gym. Các bạn sẽ nhìn thấy là phần cơ bắp của Long có một vài các cái đặc điểm đặc biệt. Đấy. Thì chắc là sau này chúng ta cũng sẽ có một cái video nói chuyện, phân tích về cái trường hợp của Long. Thì cũng khá là điều thứ để nói. Và cũng hoàn cảnh cũng khá là ngặt nghèo đối với Long. Và có thể thi đấu được, tham gia thi đấu. Nhưng hơi tiếc một chút, Long dù là được gọi lên Conao ở lần thứ 2, nhưng mà Long không thể lọt vào được top 5. Hơi tiếc và không có mặt ở vòng chung kết. Theo như mình đánh giá thì Long thuộc top 6. Top 6 của hạng mục hạng B. Long có phần vai khá là tốt. Phần eo nhỏ. Nhưng mà có một đặc điểm hơi thiếu một chút, đó là phần cơ lưng xô của Long rất kém. Mới tham gia vào Small Gym, tập luyện tại Small Gym được 6 tháng thôi. Đấy. Nhưng ngay từ ban đầu các bạn cũng có thể xem được một số các cái ảnh before của Long ở đây. Hầu như là không có lưng. Và mình cũng đã cố gắng rất nhiều cho Long trong 6 tháng tập luyện.
Đây, thì đây là lần so đỏ thứ hai của Long. Và sau đấy thì bạn ấy không được gọi lên tiếp tục và dừng chân ở top 6. Bạn 108 thực sự rất đẹp. Ngoài ra thì lúc nãy xoay vòng các bạn có thể nhìn thấy được cái bạn ở phía ngoài. Mình thực sự rất thích form của bạn ấy, cảm giác nó giống như là form của châu Âu ấy. Vai rộng và tròn, cảm giác phần cơ ngực cũng đầy đặn và ổ bụng đẹp. Ngoài ra thì ở đây có một bạn trẻ nữa nằm ở phía ngoài rìa bên này của video. Đấy, một bạn trẻ. Thì bạn ấy cũng thừa. Đấy thì đây là một trong những cái bạn là đối đầu trực tiếp với cả Long nhỏ, cả Lithinic và Long luật sư đấy. Thì bạn ấy cũng thừa sức để có thể tranh chấp ở các hạng mục cao hơn, đó là mét 7 đến mét 7 ở hạng B và A. Rất là tuyệt vời. Hơi tiếc một chút vì không có thể nhìn thấy được phần thi đấu của Dương. Đây, hãy cùng tham gia thi đấu xem qua một chút. Của Long lớn ổ bụng khá là tốt, nhưng các phần pâu có vẻ cảm giác nó hơi bị phình phần bụng dưới một chút. Đây, và cờ lát còn rất mỏng. Vào chung kết và khoảng tầm 3 tiếng nữa mới thi, trong khi nhà xa quá so với đường thi, thế nên thì nằm ở đây luôn. Đến chiều anh em cung cấp đồ ra thì là một hai người còn lại mọi người về nghỉ ngơi. Ôi mặt teo tóp hết rồi. Hẹn mọi người chiều chung kết nhá. Đầu tiên tại Bình Quân, mình sẽ đeo 1 0 4 đến từ
Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Nữ tạ Lên Việt Nam
trưởng ban tổ chức giải Men của mình Vinh Xích Việt Nam năm 2023 lên sân khấu cho giải thưởng, xin tổng kính mời. Tiếp theo là chúng ta đến phần thi đấu của Quân. Quân thì thi đấu cho hạng cân, chiều cao trên 1m8 là chiều cao rất là lớn. Ở trong bảng này thì hệ B chúng ta có 6 thí sinh nên là nó cũng nhẹ nhàng hơn các thí sinh còn lại. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy đứng ngay bên cạnh đây là một trong những đương kim vô địch, và bạn ấy vừa giành chiến thắng toàn năng tại giải Men Physics Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực sự đây cũng là một cửa rất khó, và nói chung là may mắn, mình vẫn đánh giá là may mắn, vì lượng cơ của Quân kém hơn các đối thủ rất nhiều. Nhưng ngược lại thì Quân có độ khô, khô tách, có thể tính là khô tách nhất giải đấy. Và vất vát một phần nào đấy cái ngày thi đấu đầu tiên của Small Gym, và các bạn đã thấy nụ cười của chú Huy lại nở trên môi. May mắn một chút thôi, nó cũng là một trong những cái động lực nhỏ nhỏ sau một ngày thi đấu không mấy là thành công, hay là chúng ta có thể gọi nó là ngày thi đấu cực kỳ tệ. Toàn bộ anh em Small Gym thi hệ B dụng toàn bộ đấy, và Quân là người cứu cánh cuối cùng. Các bạn có thể thấy là các cái bài đăng của ngày thi đấu hệ B coi như là Small Gym im hơi lặng tiếng toàn bộ. Và thực sự đây là một cú sốc rất là lớn cho mình khi mà tham gia và thi đấu, dù rằng là trong ngày cân đo mình đã sốc một lần rồi. Đây là phần biểu diễn tự do ở chung kết của Quân đây, và dàn thí sinh đằng sau. Các bạn có thể nhìn thấy ngay đằng sau một bạn trẻ để thi đấu cùng hạng với Dương. Và có một câu chuyện vui như thế này. Mình có hỏi bạn Yến là một trong những vận động viên nữ của Small Gym khi mà mình có cơ hội chỉnh pose cho bạn trẻ này, là với form của mình và form của bạn ấy thì ai sẽ là người chiến thắng. Thì Yến chọn là form của bạn ấy tốt hơn, bạn trẻ mặc quần Akatsuki kìa đấy. Và sau đấy mình rất là, bởi vì lúc đấy là Dương nó hơi suy sụp, thế nên mình mới gọi, chạy ra gọi nó và nó nè, nhìn này, thằng Gu này cùng hạng với Dương này, và Yến đang chấm nó cao hơn cả anh nữa, thế nên là không vì gì mà mày phải buồn cả đấy. Bởi vì thực sự là nếu mà có cơ hội, có khả năng mà mình thua thì mới đáng buồn, còn không có khả năng thì không vì gì phải buồn cả, và hãy cố gắng ở trong các cái năm sau đấy, giữ động lực, hoặc là phải vực dậy cái tinh thần của mình ngay và hỗ trợ giúp đỡ cho các anh em ở các ngày thi đấu tiếp theo, dù rằng là lúc này tâm trí của mình cũng rất là căng thẳng vì hiện tại chỉ còn Giang, chỉ còn chú Huy là những cái tường chắn cuối cùng
mình cứ có một điểm lo sợ như này, nếu mà Small Gym thất bại ở trong giải này nữa thì sẽ không còn ai ủng hộ cho cái việc tập luyện tự nhiên cả. Và thực sự là nó là một trách nhiệm khá là cao, tự mình áp đặt cho mình thôi. Mình cũng nhiều khi cũng không biết là có phải mọi người cũng tin tưởng vào Small Gym đến thế hay không, nhưng mà đây là cũng là một cái áp lực tự phát thôi. Điều đó là nếu mà mình thất bại ở lần này thì thực sự là cái việc mà tập luyện tự nhiên nó sẽ không còn được ủng hộ nhiều nữa.